Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của hàng Honda nước 10. Hôm nay Lộc sẽ cập nhật phiên bản màu mới của dòng xe Honda Vision, phiên bản màu xám ánh tím. Và đặc biệt thì hôm nay Lộc sẽ cập nhật cho các bạn tất cả những phiên bản màu mới, những phiên bản màu đặc biệt tại cửa hàng Honda nước 10. Và báo với cái chương trình khuyến mãi hiện tại của dòng xe Honda Vision, đó là các bạn sẽ được mua góp với lãi suất 0%. Các bạn chỉ cần trả trước 20% giá trị xe giá lên thôi, thì mình sẽ được tham gia chương trình mua góp với lãi suất 0%. Và điều đặc biệt ở đây nữa là các bạn sẽ được góp tới 24 tháng luôn nha các bạn. Thì chương trình khuyến mãi cực kỳ là hấp dẫn luôn. Khi các bạn đang có nhu cầu mua xe trả góp, vào thời điểm hiện tại này á, mình mua cực kỳ là lợi ích khi mà mình đang có nhu cầu sử dụng chiếc xe Honda Vision. Còn nếu như các bạn mua tiền mặt á, thì hiện tại cửa hàng sẽ có thêm cái chương trình dành cho các bạn nữa. Đó là mình sẽ được tặng cái thẻ cào điện thoại. Xin lỗi các bạn, là mình sẽ được tặng một cái cục sạc Samsung, cục sạc dự phòng. Hoặc là các bạn có thể được cái phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của nhãn hàng Puma khi các bạn tham gia mua tiền mặt nha các bạn. Và cửa hàng sẽ hỗ trợ trực tiếp giá xe thêm cho các bạn 1 triệu đồng đối với chương trình khuyến mãi của dòng xe Honda Vision. Còn nếu như các bạn đang làm đang là học sinh sinh viên, đang đi học lớp 12 hoặc là mình đang học đại học, thì cửa hàng sẽ có thêm chương trình dành cho các bạn học sinh sinh viên nữa. Các bạn sẽ được giảm giá thêm 700.000 đồng trực tiếp vào giá xe, cộng một cái ba lô cao cấp nha các bạn. Và hiện tại dòng xe Honda Vision đó các bạn, nó sẽ được trang bị cái ổ khóa đa năng, ổ khóa thông minh Smart Key nha các bạn, với hai tính năng cực kỳ là đơn giản, sử dụng thao tác tìm xe trong bãi đậu xe và mở nguồn cực kỳ là đơn giản. Và cái phần tiện ích ở đây nữa thì xe Honda Vision sẽ được trang bị cái hộc đựng đồ bên trái nè các bạn, và được trang bị cái cổng sạc bên trong nữa, cực kỳ là tiện ích luôn. Còn phía trước này nó cũng sẽ được trang bị cho các bạn một cái móc để treo đồ. Khi các bạn đi chợ hay đi shopping gì đó, mình sẽ treo đồ cực kỳ là đơn giản đối với chiếc xe Honda Vision này. Và hiện tại đối với phiên bản màu này á, thì ngoài những bản màu của Honda ra thì cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ luôn tạo nhiều phiên bản màu mới để cho các bạn dễ dàng lựa chọn. Và đây là phiên bản màu xám chuyển sắc tím nha các bạn. Thì các bạn nhìn ở góc độ khác nhau, nó sẽ cho cái màu khác nhau, giúp xe mình nó sẽ nổi bật hơn khi tham gia giao thông. Và đặc biệt thì phiên bản này các bạn xài nó sẽ ít đụng hàng hơn. Chế độ màu sơn thì các bạn sẽ được bảo hành màu sơn lên đến là 3 năm. Trong thời gian sử dụng, nếu mà nó bị bay màu hay là bong chóc màu sơn thì cửa hàng sẽ bảo hành lại cho các bạn nha. Và hiện tại đối với dòng xe Honda Vision đó các bạn, nó sẽ được trang bị cái đèn halogen phía trước nha. Và với cái đèn halogen này á, nó sẽ cho ánh sáng màu vàng và ánh sáng cực kỳ là sáng luôn. Các bạn tham gia giao thông nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và sau đây các bạn hãy cùng Lộc tìm hiểu và cùng Lộc xem những phiên bản màu mới tại cửa hàng Honda Đức 10 đối với dòng xe Honda Vision nha các bạn. Thì ở đây cửa hàng sẽ có 20 mấy đến 30 màu đối với dòng xe Honda Vision. Ví dụ như các bạn thấy phiên bản màu trắng đây nè, phiên bản trắng lớp 12 này nè, là hiện tại ở đây Lộc sẽ quay cho các bạn rất là nhiều màu luôn. Trắng xanh lá, trắng xanh dương, trắng đỏ nè, trắng cam, trắng vàng. Thì mình sẽ lựa chọn cái màu với phiên bản yêu thích của mình. Ở đây thì bên cửa hàng sẽ có độ cho phiên bản đặc biệt hoặc là phiên bản thể thao. Thì tùy theo cái chiều cao và cái sự yêu thích của các bạn thì mình sẽ lựa chọn phiên bản màu khác nhau. Còn nếu như các bạn yêu thích những phiên bản màu xanh xi măng nè, xanh xi măng thì ở đây cửa hàng cũng sẽ có nhiều phiên bản cho các bạn lựa chọn. Màu xanh xi măng, màu nâu, nâu đen, màu xám đen, màu đỏ đen. Thì hiện tại đối với chiếc xe Honda Vision này các bạn, Lộc sẽ tính các bạn trả góp cho các bạn luôn. Và giá hiện tại đang được hỗ trợ giảm trực tiếp giá xe cho các bạn 1 triệu đồng. Các bạn sinh viên thì mình sẽ trừ thêm nha. Giá nó chỉ từ 33.990.000 đồng thôi. Các bạn chỉ cần trả trước là 8.990.000 thì mình sẽ sở hữu ngay chiếc xe Honda Vision. Vay lại là được 25 triệu nha các bạn. Góp 12 tháng thì mỗi tháng các bạn góp là 2.208.000. 15 tháng là 1.792.000. 18 tháng là 1.514.000. Và 24 tháng thì mỗi tháng các bạn chỉ góp là 1.167.000 thôi. Mình sẽ sở hữu ngay chiếc xe Honda Vision. Và hiện tại thì tất cả những phiên bản màu của dòng xe Honda Vision, Lộc sẽ quay hết cho các bạn hôm nay luôn. Thì phiên bản này là phiên bản màu xám bóng các bạn. Bản này thì cái màu nó hơi nhu, ví dụ như các bạn yêu thích những phiên bản màu tối, màu nhu thì mình sử dụng những phiên bản này. Còn hiện tại á, chương trình Lộc sẽ nhắc lại cho các bạn, nếu như mà mình tham gia chương trình thu xe cũ đổi xe mới thì các bạn mua tiền mặt sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng khi các bạn tham gia chương trình thu cũ đổi mới.
Và các bạn lưu ý giùm Lộc á, xe cũ thì tất cả những dòng xe của Honda nè, xe 50 hoặc là xe Trung Quốc, xe khác hãng, thì cửa hàng đều hỗ trợ thu để các bạn được tham gia chương trình đổi xe, giảm ngay 1 triệu đồng nha. Chứ không phải là thu xe của Honda không. Cho nên Lộc xin nhắc lại á, là tất cả những dòng xe, xe nào cũng được nha các bạn. Xe khác hãng hay là xe 50 thì cửa hàng đều hỗ trợ thu. Thì chương trình của dòng xe Honda Vision cực kỳ ưu đãi vào tháng 8 này luôn. Bên cạnh đó các bạn sẽ được tham gia quay số trúng thưởng. Và giải nhất đó là xe Honda Vision nè. Giải nhì là xe Honda Way Alpha. Giải ba là đồng hồ Apple Watch. Và giải tư là nón bảo hiểm nữa các bạn. Thì chương trình phải nói là cực kỳ ưu đãi luôn. Và Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Nếu như các bạn thấy video cửa hàng Đức 10 hay, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe thì mình hãy đến ngay cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Thì về màu xe thì có rất là nhiều màu, mình sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Chương trình khuyến mãi thì sẽ được hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất 0%. Thủ tục cực kỳ là đơn giản, các bạn chỉ mang cái căn cước của mình thôi, căn cước và điện thoại thì mình sẽ được tham gia chương trình mua góp với lãi suất 0%. Bên cạnh đó thì các bạn mua tiền mặt thì mình sẽ được tặng cái cục sạc dự phòng nhãn hiệu Samsung, hoặc là các bạn có thể lựa chọn cái phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của nhãn hàng Puma. Thì hôm nay Lộc sẽ quay hết tất cả những phiên bản màu xe tại cửa hàng Hồng Đức 10 luôn các bạn. Thì các bạn cũng thấy nó dao động từ 20 đến 30 màu lận. Và hiện tại tất cả những phiên bản màu của Honda, của dòng xe Honda Vision thì cửa hàng sẽ có đầy đủ nha các bạn. Thì những màu này là những phiên bản màu mới tại cửa hàng Honda Đức 10 thôi, chứ không phải là không có những phiên bản màu của Honda nha. Thì đối với phiên bản màu của Honda thì clip sau Lộc sẽ quay cho các bạn hết tất cả những phiên bản màu của xe Honda Vision luôn. Thì nếu một chiếc xe Honda Vision một màu á, thì ở đây cửa hàng sẽ có rất là nhiều xe để cho các bạn dễ dàng lựa chọn nữa. Và nó sẽ có theo phiên bản khác nhau nữa. Cho nên là các bạn đang có nhu cầu sử dụng xe thì mình cứ đến ngay cửa hàng, hoặc là các bạn cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Lộc để trên màn hình, hoặc là các bạn cứ để là phần tin nhắn thì sẽ có nhân viên liên hệ trực tiếp với các bạn. Thì chương trình phải nói là cực kỳ ưu đãi luôn. Lộc xin nhắc lại là đối với dòng xe Honda Vision này á, các bạn chỉ cần trả trước 20% giá trị xe thôi, các bạn đã được hỗ trợ mua góp với lãi suất 0%. Và điều đặc biệt ở đây là các bạn góp tới 24 tháng luôn. Mỗi tháng mình góp chỉ tầm khoảng 1.100.000 thôi, tương đương với mỗi ngày là tầm khoảng 30.000 đồng nha các bạn. Thì Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cảm ơn các bạn đã lướt vào kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức 10. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.